Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình Và đây là bản lậu V8 Nhưng mà mình bây giờ mình đã đặt nó là bản lậu V9 Bởi vì nhiều bạn đã hỏi là bao giờ thì có bản lậu V9 Thực ra là 7, 8, 9 hay là từ 6 chẳng hạn Toàn là do mình tự đặt để mình còn nhớ được đó là bản nào để mình còn biết Thế nên là đợt này mình tự đặt luôn ra bản 9 luôn Đợt này thì đã cập nhật thêm đó là S cộng mới Kendall ở, ở trong phần uh, Bokedex này Pokedex bây giờ đã bổ sung thêm một S cộng đó là Zacian Zacian đây và bộ skill của nó hiện tại cũng đang giống với bản tiếng chung. Các bạn có thể được trải nghiệm Xi'an vào đợt tới. Còn tiếp theo một S cộng nữa cũng được cập nhật đó là Kendel S cộng mới. Đây. Và bộ skill cũng đã có rồi này. Cũng là tương tự giống như bản tiếng chung bây giờ. Và không chỉ có S cộng mà có thêm một số Pokemon được S mới cũng được cập nhật vào đây. Ví dụ như là con... Đây. Con Pokemon gì? Antaria này cũng đã cập nhật rồi này. Nếu mình nhớ không lầm, nó còn Tapu Lele cũng đã có ở đây và thêm vào con này nữa. Bậc S các bạn có thể quay ở trong này thì có thể lấy được những Pokemon bậc S cộng, à, bậc S mới ở đây. Ví dụ như ở đây các bạn có thể lấy được con Blayfalon này chẳng hạn này. Nếu bạn muốn trải nghiệm bậc S mới thì quay vào trong sự kiện Red Raw này thì sẽ có được bậc S mới. đợt này đang là sự kiện cứ có cái gì đó mới mới là tất cập nhật lại hết tất cả các sự kiện là bit war red raw này lại quay lại từ đầu đó là con gieo ra với cả manafi Ok, và đợt này thì đang có cái vòng quay ở đây, lắc gachapon để các bạn có thể đổi có cập nhật thêm một bộ số mảnh ngân bậc S cộng ở đây các bạn có thể tiến hóa lên bậc S sớm hơn này. Và đang diễn ra cái sự kiện đầu giá S cộng mới luôn, đó chính là con Kendel. Kendel bộ hình ảnh tuyệt kỹ của nó cũng đã được cải thiện chỉnh sửa lại. Nó không hình không bị hình ảnh lỗi nữa. Kendel S cộng mới và hôm nay có thêm một phiên bản mới thì cũng đã có thêm một cái cốt mới. Cái cốt mới nó sẽ như thế này và các bạn sẽ nhập để lấy thêm được một S cộng đó son Galeo. Đi kèm đó là 160 đít tô đỏ, tương đương với hai con đít tô đỏ này, mảnh của nó 150 thẻ quay red này và kèm theo đó là hộp chọn nhân vật. Các bạn có thể chọn những một số nhân vật ở đây. Thì đây chính là cái cốt mới mừng đó là ra, ra mắt được S cộng mới ở trong cái đầu dạng ở Trong cái phần Pokédex này rồi Và và bây giờ Với việc đó là mở đến tận 166 server rồi Rất là nhiều Và cũng không thể mở thêm được nữa Cho nên là Nhà phát hành đã quyết định đó là tạo ra một cái app mới Để mọi người có thể là Chơi thêm ở cái server đó nữa Bởi vì cái cụm server này sẽ không mở thêm nữa Tuy nhiên là vẫn sẽ cập nhật tiếp Còn như bạn thấy là vừa rồi Đã cập nhật thêm Candle với cả Zacian rồi Thế nên là Với việc mở server mới thì khó hơn nếu bạn nào mà muốn chơi ở server mới thì các bạn có thể tải ở cái bản thứ hai. Bản này thì các bạn sẽ nó vừa mở đến server 2 này và các bạn có thể uh, vào code các kiểu cũng y xì như vậy và các bạn cũng sẽ phải uh, chơi lại từ đầu. Thì với bản này thì uh, với việc cập nhật thêm 2S HS+ mới thì nó cũng sẽ có thêm lịch mới Với bit war và red draw. thì lịch mới nó sẽ như thế này. còn link download và link đăng ký tài khoản các bạn uh, nhìn ở phần bình luận mình ghi ở đó thì sau khi các bạn đăng ký xong thì các bạn có thể vào được game. Còn uh, nếu bạn nào mở biết cạnh đăng ký thì ở bên cạnh đó mình cũng đã có cái phần uh, hướng dẫn uh, đăng ký tài khoản ở trong clip này ở trong cái bản này rồi. Các bạn có thể uh, xem ở đó thì có thể biết được cách tạo tài khoản xong đó các bạn mới có thể vào game được. Link tạo tài khoản với cả link download là hai cái hoàn toàn khác nhau. Còn mình thì up lên media file thì các bạn nên lưu ý đó là khi các bạn tải về thì nó chỉ, chỉ tải về đúng game thôi. Tại vì Mediafire có lúc nó sẽ tự dạ nhiên hiện ra một cái để các bạn tải thì các bạn đừng có tải cái đó. Ok, vậy là bản V8 đã chính thức cập nhật thêm được S+ -cộng mới ra Xian với cả Kendeo rồi. Nếu mà hên xui à quên, ngoài ra còn cập nhật thêm cả Jawre nữa này, bộ skill của nó đây, nhưng mà chưa chính thức đưa vào game đâu. Tại vì vẫn còn đang bị lỗi như thế này. Và các bạn phải chờ đến đợt cập nhật kế tiếp thì Jawre mới có thể cập nhật được vào game. Còn bây giờ thì chỉ chờ đợi thôi Còn sau giao đen này S cộng nào sẽ kế tiếp Đó chính là con Shiny Mega Metacross Và chờ xem bản này V8 này có cập nhật được thêm Đó là Mega Mewtwo Y không Ok hay còn lại các bạn ở clip kế tiếp Đây là một bản gọi lậu gọi thực sự là tốt Để các bạn có thể chơi và trải nghiệm